chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Kim Duyên chơi lớn ship hoa bằng xe sang, dịch vụ sang chảnh hiếm có khó tìm. Mùa Valentine năm nay, mặc cho ai kia khoe nhẫn cầu hôn hay đi về có đôi có cặp, Á hậu Kim Duyên vẫn tràn đầy năng lượng mới mẻ, yêu đời với hình ảnh một cô chủ tiệm hoa xinh đẹp. Á hậu Kim Duyên thanh lịch ship hoa tươi trên siêu xe Porsche nhân dịp lễ tình nhân. Liên tục cháy đơn trong tuần lễ khai trương, đúng ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, Kim Duyên đã trực tiếp cắm hoa và lái Porsche ship những bó hoa cho khách hàng. Chỉ riêng việc này đã cho thấy độ chịu chơi của nàng hầu cũng như dịch vụ sang chảnh khó có thể tìm thấy ở đâu khác. Trên chiếc siêu xe màu xanh dương bắt mắt, Kim Duyên hóa thân thành một quý cô sang trọng với chiếc đầm tay trắng dáng dài thanh lịch. Người đẹp cũng khéo léo chọn kiểu tóc vấn cao, khoe gương mặt kiêu sa, khỏe khoắn, năng động, khoe sắc bên những đóa hồng Ecuador, đặc biệt là những bông Benny trái mùa duy nhất chỉ có tại hệ thống S-Florist. Trong tuần lễ Valentine, khách hàng đến mua hoa còn được thực hiện những bộ hình lung linh trong không gian ngỡ như vườn thơ do nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân, cộng sự của Á hậu thực hiện. Mình tin rằng mọi người sẽ bất ngờ với những điều mà chị S Florist Sài Gòn mới có. Hy vọng khán giả sẽ luôn yêu thương và đón nhận Kim Duyên, đồng hành cùng Kim Duyên trong thời gian tới, nàng hậu chia sẻ. Với những dấu ấn riêng độc đáo, tiệm hoa start-up của Kim Duyên và nhiếp ảnh gia Tô Thanh Tân, nơi hội tụ những loại hoa ngoại nhập xinh xắn ngay tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến yêu thích của những người yêu hoa Sài Thành. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.